Hơn 15 tỷ chút xíu, bạn không nghe nhầm đâu, là số tiền mà khách hàng phải bỏ ra để sở hữu lô đất hai mặt tiền đường Trường Chinh, diện tích 45x25m, 200 thổ cư. Đường nhựa thì đã có, điện thì chưa có, trường học thì cách khoảng 2km, bệnh viện thì cũng cách 2km. Nhưng tại sao con đường này là mệnh danh là con đường thương mại dịch vụ trong tương lai gần? Đường Trường Chinh là con đường song song với DT741, nối liền khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, đô thị Cát Tường Phú Hưng, khu công nghiệp Đồng Xoài 3 đến thành phố Đồng Xoài. Hứa hẹn là con đường với lưu lượng xe cộ nhộn nhịp tấp nập ở nơi đây. Lô đất 45x25m, 200 thổ cư, hai mặt tiền nằm trên trục đường Trường Chinh này, với diện tích mặt tiền lên tới 45m, hai mặt tiền, chủ sở hữu có thể khai thác được dòng tiền như sau: cho thuê, xây tòa nhà văn phòng, vân vân và vân vân. Đó là trong tương lai gần. Còn bây giờ, khách hàng hãy nhanh tay sở hữu lô đất này với vị trí tốt và giá rất hợp lý trong thời điểm hiện tại.